tình yêu chăng chưa trên hoàng du. Không thể yêu riêng khách. Làm cái gì vậy? Khách rồi. Cái gì vậy? Khách cho kìa. À, khách cho nè. Sau cùng, vô thượng thậm thâm chỉ ý truyền, danh ngôn chép để trạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ sức dân từ gấp dạy khuyên. Bốn câu này ý nghĩa như thế nào và sự tu tập ra sao? Thì giờ đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Nguyễn Thế Cường gặp gỡ qua đồng đạo chúng ta. Và một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Nguyễn Thế Cường đến diễn đàn để làm phần sự. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, kính thưa giáo lý viên Đoàn Thị Bảy, cũng là phụ trách chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, kính thưa ông Nguyễn Văn Điệp, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, cũng là trưởng ban tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý hôm nay, kính thưa quý vị là trị sự viên, quý vị trong ban tổ chức chương trình thuyết giảng, kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã, phường, thị trấn đến tham dự, kính thưa quý vị trong các tổ từ thiện, các nhà mạnh thường quân, các vị nhân sĩ trí thức cùng tất cả quý vị đồng đạo hiện diện kính mến, kính thưa toàn thể chú quý vị. Chúng ta đều biết hôm nay nhằm ngày 13 tháng 10 năm Quý Mão, tại ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong có long trọng tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý, và chúng tôi cũng như giáo lý viên Đoàn Thị Bảy được trở về đây để gặp gỡ chia sẻ cùng tất cả chú quý vị qua lời châu ngọc của Đức Thầy. Vậy lời nói đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào mừng thân kính và lời chúc phúc an lành nhất. Kính thưa tất cả chú quý vị đồng đạo kính mến, thật ra thì từ khi ra trường đến nay, qua cái khóa đào tạo giáo lý viên khóa 2 thì đến nay là mười mấy năm rồi, tức là năm cuối năm 2009 đầu 2010, thì đây là cái lần đầu tiên mà chúng tôi được đến đây. Thì mỗi khi mà chúng tôi coi những cái đoạn video clip được đưa lên mạng, nào là lớp giáo lý căn bản, nào là chương trình thuyết giảng, thì thấy ở đây rất là khang trang hoành tráng. Và tôi cũng có cái ý tưởng là mơ ước được trở về đây một lần để gieo duyên cùng quý vị. Thì trong đó là cũng có những cái lớp học. Thường thường thì Phan Chí Tâm làm tổng giám thị á, thì thường hay phân công chúng tôi đến cho lớp của đệ nó giảng qua Bắc Chánh Đạo. Nhưng mà phân vòng vòng đâu tới đây cái bỏ. Làm gì cái duyên chưa tới. Duyên chưa tới. Cho nên nhiều khi mình cũng cảm thấy mình cũng nuối tiếc ha. Còn ngoài ra chương trình thuyết giảng thì thấy có nhiều giáo lý viên đến đây để phụ trách cái chương trình thuyết giảng, mình cũng ao ước. Nhưng mà cuối cùng thì nói chung là cái duyên nó đến. Thì hôm nay chúng tôi cũng được sự đề nghị của ban trị sự xã Châu Phong
và được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý. Cuối cùng thì chúng tôi cùng quý vị cũng có cái duyên để gặp gỡ ở tại cái diễn đàn này. Thì thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua một cái chuyên đề khẩu nghiệp do giáo lý viên Đoàn Thị Bảy đã trình bày về xong. Thì tiếp theo đây là chúng tôi gặp gỡ quý vị và chia sẻ qua cái chuyên đề mà Như Sư Ngôn đã vừa nêu. Thì quý vị đồng đạo chúng ta cũng biết xuất xứ trong cái quyển 5 còn gọi là cái quyển Phiến Thiện, thì rõ ràng cái quyển này Đức Thầy sáng tác vào năm 1941 ở tại nhà thương Chợ Quán. Và trong cái bài này đó thì nó có là 776 câu, bao gồm là 5.432 chữ. Thì thưa quý vị, sau khi Đức Thầy viết từ văn lục bát rồi tới là thất ngôn trường thiên, rồi những cái bài kệ theo cái lối văn đường lực, thì tổng cộng là hết 772 câu rồi. Còn lại 4 câu cuối thì Đức Thầy chuyển sang sáng tác cũng theo cái lối văn là thất ngôn tứ cứu đường lực, mà đặc biệt là theo cái lối thơ Phán Thủ. Phán Thủ có nghĩa là lấy một cái danh hiệu nào đó đặt cho một cái bài thơ, danh hiệu đó được là trong cái chữ đầu. Thí dụ như cái bài này đó là tựa đề đó là Vô Danh Cư Sĩ, thấy không? Nhưng mà đó là cái bài cuối cùng trong cái quyển 5, tức là cái đoạn cuối của quyển 5 mà Đức Thầy viết theo Phán Thủ là Vô Danh Cư Sĩ. Rõ ràng trong quyển 5 thì Đức Thầy cũng đặt cho một cái tựa đề đó là Lời Của Vô Danh Cư Sĩ. Đây là Vô Danh Cư Sĩ, đó là cái bút hiệu riêng của Đức Thầy chúng ta. Bởi vì khi Đức Thầy chúng ta sáng tác, có những bài Ngài ký bút hiệu đó là Hòa Hảo, hay là Hoàng Anh, hay là Hồng Dân, gọi đây lại là Vô Danh Cư Sĩ. Cho nên cái quyển 5 là cái bài của Vô Danh Cư Sĩ. Thì 4 câu này là Đức Thầy làm theo lối thơ Phán Thủ, mà theo cái kiểu đường lực. Thì giờ đây chúng tôi cùng quý vị tìm hiểu qua 4 cái câu thơ này, nó đượm mùi Hán học. Thì thưa quý vị, thì rõ ràng là trong 4 câu thơ này chúng ta thấy là thuộc về cái từ chữ Hán không? Trong sám giảng thi văn giáo lý của Thầy đó, như chúng ta đã biết là gồm có 98.188 chữ, mà trong đó đó là cái chữ Hán đó, cái từ chữ Hán đó, từ chữ Hán là nó cũng hết là 27.186 chữ rồi. Như vậy thì rõ ràng là khoảng 1/3 từ chữ Hán trong đó. Và kể cả cái bài thơ này nguyên văn là theo từ chữ Hán không? Vậy thì giờ đây chúng tôi cùng quý vị tìm hiểu qua cái câu đầu tiên là Vô Thượng Thậm Thâm Dĩ Ý Truyền. Cái từ mà Vô Thượng Thậm Thâm ở đây nó cũng thuộc về cái từ chữ Hán. Mà căn cứ theo cái chữ mà âm theo chữ phạn đó, tức là phạn ngữ đó, thì người ta có cái tên là Avatara, và phiên âm lại đó thì A Bệ Bạc Đa, hay là A Nậu Đa La. Đó là phiên âm của 4 chữ này là Vô Thượng Thậm Thâm. Thì cái chữ này đó mà khi mà từ điển Phật học ta dịch ra đó thì nói gì? Chữ vô thượng là tột cao, mà chữ thậm thâm là rất sâu, thấy không? Bởi vì chữ thậm là rất là lắm, mà chữ thâm là sâu, cho nên tột cao và rất sâu. Vậy thì nếu chúng ta lấy cái vật hữu hình trên thế gian này mà chúng ta so sánh đó, thí dụ như núi là cao nhất phải không, biển là sâu nhất, và hai cái hiện vật này để chúng ta so sánh thì không có gì sâu bằng biển, mà cũng không có gì cao bằng núi. Tuy nhiên nói đến cái từ mà vô thượng thậm thâm đó là tột sâu và tột cao, thì không thể lấy núi, không thể lấy biển mà so sánh cao sâu được. Cho nên mới nói là chỗ tột cao tột sâu, tức là nó cao tới cái chỗ cùng tột, mà nó sâu tới cái chỗ cùng tột, cho nên vậy mới gọi là tột cao tột sâu. Vậy thì ở đây là muốn diễn đạt lại là cái giáo lý của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật rất thâm sâu, rất thâm sâu. Chính vì cái chỗ thâm sâu đó mà có cái bài khai kinh đó, đó là Vô Thượng Thậm Thâm Di Diệu Pháp, Bá Niên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ, Ngã Kim Đắc Văn Kiến Thọ Trì,
nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Có nghĩa là pháp Phật thâm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay thấy nghe chuyên trì tụng, nguyện giải Như Lai rõ nhiệm màu. Có nghĩa là khi mà người ta, trước khi người ta đọc một cái bài kinh nào đó, thì ta đọc cái bài khai kinh kệ này mới được. Có nghĩa là ta muốn tụng cái bài kinh kinh nhật tụng hàng ngày đó, thì ta đã phải đọc cái này. Để chi? Để tán thán cái giáo lý nhiệm màu cao sâu của Đức Phật vậy. Mà bài khai kinh này quý vị biết ai viết? Quý vị biết ai viết bài khai kinh không? Tức là Vô Thượng Thậm Tâm Di Diệu Pháp. Không phải một vị hòa thượng, không phải một vị tổ sư, một nhà tu nào khác viết cái bài kinh này, cái bài kệ này, tức là tán thán. Mà một vị nữ hoàng ở Trung Quốc, mà nữ hoàng đế đó là cái người làm vua đầu tiên, tức là người nữ làm vua đầu tiên ở nước Trung Quốc, đó là bà Võ Tắc Thiên. Nó lạ vậy chứ. Thưa quý vị, chuyện mới kể rằng đó, theo lịch sử Trung Quốc người ta kể đó, bà Võ Tắc Thiên là sinh vào năm 624, bà lên ngôi vua là năm 690, và bà Băng Hà là năm 705, làm vua được là 15 năm như vậy. Như vậy lý do nào bà viết cái bài khai kinh này? Thưa quý vị đồng đạo kính mến, chúng ta tìm hiểu lý do. Bởi vì trước khi mà làm nữ hoàng đế đó, là bà là Phật tử, bà là Phật tử, bà quy theo đạo Phật. Cho nên đó, bà thích đọc kinh Phật lắm. Nhưng mà bà thích nhất là cái bộ kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa lại là cái bộ kinh này là tối thượng thừa chứ. Bởi vì sau khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn, trước khi mà Đức Phật nhập, trước khi, sau khi thành đạo á, sau khi Đức Phật thành đạo đó, 21 ngày là ngày thuyết kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm chứ, kinh Hoa Nghiêm, ngày thuyết kinh Hoa Nghiêm mà, Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật đó. Như vậy thì đó là ngày thuyết cái bộ kinh đó, làm cho cả đại chúng nghe không hiểu gì hết. Có số người nghe không hiểu, chứ không phải ai cũng vậy nha. Thành ra ta bỏ pháp hội ta đi ra ngoài, bởi vì cái bài pháp này nó quá cao. Mà bà Võ Tắc Thiên là bà cái người trí thức, cho nên vì vậy bà thích đọc cái bộ kinh này, kinh Hoa Nghiêm này. Và khi mà bà lên làm vua đó, lúc bây giờ bà đọc tới đọc lui, bà suy nghĩ đó, là cái bộ kinh này được diễn dịch vào cái thời nhà Tấn, bà thấy làm như còn thiếu thiếu làm sao, còn thiếu thiếu. Cho nên đến năm 694 đó, tức là sau khi làm vua 4 năm đó, bà mới sai một cái vị đặc sứ đi qua bên Ấn Độ để coi có cái bộ kinh Hoa Nghiêm nào dạ diễn dịch như là nó khác với bộ kinh ở thời nhà Tấn. Thì bà qua đó, bà mới cho người qua đó sẽ qua đó để nghiên cứu. Thì khi mà qua đó rồi đó, thì cái vị đặc sứ này đó mới gặp được một vị là Tam Tạng Pháp Sư. Ông này tên thật là Thật So Năng Đà, chứ không phải là Tam Tạng Pháp Sư là Huyền Trang, không phải. Cái gì sở dĩ ta gọi từ là Tam Tạng Pháp Sư đó là một vị thầy này đó là thông hiểu về kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Ví dụ ông thầy mà ông giỏi về kinh á thì gọi là pháp sư, ông giỏi về luật á thì gọi là luật sư, mà ông giỏi về luận thì gọi là luận sư. Nhưng mà cái vị nào mà ta giỏi, ta thông hiểu hết là Tam Tạng kinh điển, nó gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Thì ông Thật Sao nó là Đăng Đà này đó là ông giỏi về Tam Tạng. Ông là cái người ở Điền Quốc à, chứ không phải là người Ấn Độ, không phải người Trung Quốc gì hết à, mà ở Điền Quốc. Như vậy thì cái vị đặc sứ này đó mới trao đổi với Tam Tạng Pháp Sư, và đồng thời mới thỉnh Tam Tạng Pháp Sư về ở tại nước Trung Quốc để nhờ dịch cái bộ kinh Hoa Nghiêm theo lệnh của Hoàng đế Võ Tắc Thiên. Thì thưa quý vị, cái vị sư này rất được ngưỡng mộ, rất được người ta tôn trọng. Và cho nên trong khi mà ông trở về nước Trung Quốc đó, thì lúc bây giờ ông ngồi phiên dịch. Và thỉnh thoảng bà Võ Tắc Thiên lúc bà rảnh rỗi với công việc triều chính, thì bà cũng thường tới lui để tham gia trong cái phiên dịch đó, tìm hiểu nghiên cứu. Sau khi phiên dịch xong thì rõ ràng bà Võ Tắc Thiên đó là bà xem trước nhất hơn tất cả ai hết. Và bà mới có nhận xét là phải nói là cái phần phiên dịch lần này đó là rất là sâu, rất là rộng, rất là cao. Bởi vì phiên dịch theo thời nhà Tấn thì chỉ có là 45.000 bài kệ thôi, 45.000 câu thôi. Còn nghĩa là phiên dịch lần này nó tới là 9.000 câu. Cho nên vì vậy nó phải nhiều hơn gấp đôi, thành ra nó sâu, nó rộng, nó sâu sắc hơn.
ba người đầu tiên mà đọc, bà đọc cái bài này trước nhất, à, cái bộ kinh này trước nhất. Sau khi đọc xong rồi đó, bà thấy quá hay, quá sâu sắc. Hình thử là chính bà đặt bút xuống để bà viết cái bài khai kinh kệ như nãy giờ đã nói, à, là vô thượng thậm thâm di diệu pháp. Cho nên tại sao mình biết vậy? Thì theo lịch sử, nghĩa là Phật giáo Trung Quốc đó, người ta mới khi mà bà viết xong cái bài kệ đó rồi đó, thì lúc bây giờ bà đặt cái ngày tháng, cái tháng với cái năm bà viết đó luôn. Cho nên mới có câu thế này nè: võ tắc thiên khai kinh kệ, giáp ngọ niên mạnh thu. Quý vị hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Tiếng võ tắc thiên biết phải không? Khai kinh kệ biết không? À, mà niên mạnh thu, niên giáp ngọ, niên là mình biết rồi, bị niên là năm, mà năm đó là cái năm giáp đỏ, mà mạnh thu á, mạnh thu tức là vào mùa thu, mà cái chữ mạnh á là nó đứng đầu mùa thu, cho nên gọi là niên mà đó là mạnh thu, có nghĩa là đứng đầu mùa thu là vào tháng 7, á, vào tháng 7. Như vậy thì thưa quý vị đồng đạo chúng mến, ý muốn nói rằng bà khai, bà tán thán cái bài kinh này đó, đó là vào cái năm đó người ta mới tra lại trong cái lịch vạn niên á, thì rõ ràng là cái năm giáp ngọ, cái năm đó nó là năm 694, năm 694, à, mà niên mạnh đâu đó là đầu khoảng tháng 7, khoảng tháng 7 đầu cái mùa thu, à, đó là rõ ràng là cái chữ viết của bà còn lưu lại. Như vậy thì vừa qua chúng ta tìm hiểu qua cái cụm từ vô thượng thậm thâm, đây là cái thuật ngữ của đạo Phật, và nhằm tán thán lại cái bài kinh kệ của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật quá sâu sắc, quá sâu sắc, quá cao, quá tuyệt vời. À, rồi bây giờ ta tìm hiểu thêm nữa đó, dĩ dĩ truyền, chữ dĩ là lấy, là dùng, là áp dụng vào, à, mà chữ ý là tâm ý, chỉ là tâm ý. Ở đây chúng ta hiểu hai nghĩa thế này: một là tâm ý, thứ hai là đại ý. À, mà truyền là gì? Truyền có nghĩa là trao lại, ha, trao lại, dạy bảo, chỉ dẫn, hướng dẫn, dạch ra để muốn dạy về một cái vấn đề nào đó, cho nên gọi là truyền, thấy không? Vậy thì ba chữ là dĩ ý truyền, là áp dụng lấy để trao lại, ha, những cái lời lẽ của Đức Phật đã chỉ dạy. Rồi ở đây từ trước đến giờ ta tìm hiểu, và chúng ta cũng thường có bàn luận với nhau, đó là dĩ truyền ý nói rằng tâm truyền tâm, lấy tâm bán tâm. À, cái này từ trước giờ quý vị cũng nghe giáo viên cũng nói rất là nhiều, phải không? Có nghĩa là ngày xưa khi mà Đức Phật, lúc bây giờ ngài sắp thiết cái kinh Pháp Hoa ở tại Linh Thú Sơn, như vậy thì cái vị Phạm Thiên ở trên trời đó mới bay xuống và đem một cái cành hoa, hoa sen, mà trong sách thì để là hoa ba pha. À, mà hiện nay chúng ta thấy có những cái chùa mà tu thiền đó, ví dụ quý vị ra thiền viện Trúc Lâm của Thích Minh Từ đó, thì đó là ta để, ta là làm cái tượng của Đức Phật, ta tạc cái tượng Phật là cầm cái cành hoa, hoa sen, à, mà hoa sen đó màu vàng nữa. Cho nên vì vậy ở đây ta gọi là niêm hoa di tiếu, có nghĩa là khi mà Đức Phật nhận được cái hoa sen cúng dường của vị Phạm Thiên đó, thì lúc bây giờ Đức Phật mới cầm cái hoa sen này nè, Đức Phật mới đưa hoa đưa lại trước cả đại chúng, à, trước cả đại chúng có hàng vạn người. Tất cả mọi người không hiểu ý Đức Phật làm thế nào, cái gì, mà duy chỉ có là ông Ma Ca Diếp là cái người đệ tử thứ nhất của ngài mới nở nụ cười, mỉm mỉm cười. Và cho nên ta gọi là niêm hoa di tiếu. Niêm hoa là Đức Phật cầm hoa sen, mà vi tiếu là Ma Ca Diếp cười, chữ tiếu đó là chữ Hán tự tiếu là cười á, vui cười á. Như vậy thì niêm hoa vi tiếu, và chính vì ông Ma Ca Diếp đã hiểu được ý của Đức Phật, cho nên nhân đó Đức Phật mới nói với cả đại chúng là ngã hữu chánh pháp nhãn tàng niết tàng diệu tâm vô tư vô di tịch nhi thiền chiếu thường chiếu kim mặt phó chúc ca diếp. Có nghĩa là ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm, à, mà vô tướng, thật tướng là vô tướng, bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, nay ta phó chúc cho Ma Ca Diếp. Đó, nay ta phó chúc cho Ma Ca Diếp. Thành ra thưa tất cả vị, cho nên ở đây ý nói rằng là dĩ ý truyền, là đem ý truyền ý, đem tâm ấn với tâm, cho nên đó gọi được là dĩ truyền. Và từ đó tới sau thì khi mà Ma Ca Diếp nhận được y bát của Đức Phật, à, thì lúc bây giờ ông cứ truyền dài tới cho nó tới lục tổ Huệ Năng,
Thì đây là cũng gọi là tâm chuyện tâm không gì. 33 vị tổ mà cứ nói chuyện với nhau cũng gọi là tâm chuyện tâm. Đó, thì đó là từ trước giờ ta hiểu và ta thường bàn như vậy. Tuy nhiên ở đây chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lại à, nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lại thì cái chỗ này đó gọi là: một là tâm ý để truyền, hai là đại ý để truyền. Có nghĩa là hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời, Ngài đem cái tâm ý và cái nguyện vọng của Ngài à, cũng lấy từ cái lời vàng ngọc của Đức Phật ngày xưa, cái lời mà cao siêu huyền diệu của Đức Phật ngày xưa, để truyền dạy cho môn đồ, để truyền dạy cho tín đồ, để cho họ giác ngộ ý thức, giác ngộ để tu hành. Chứ nếu mà nói mà đem tâm ý mà truyền được bao nhiêu người? Bây giờ mình thử hỏi tín đồ Phật giáo hảo, mình có mấy triệu người mà giờ lấy tâm truyền tâm được, ai hiểu được ý đó? Mà nếu mà Đức Phật hay Đức Thầy ra đời mà chỉ dạy cho truyền được con người hay người một thì coi như là uổng công Đức Phật. Thành ra đó giờ mình bàn là lấy tâm truyền tâm, lấy ý truyền tâm, mà đó bây giờ duy nhất chỉ có Ma Ca Diếp và hiểu được ý của Phật thôi. Còn nếu mà đó, nếu mà chúng ta bàn mà tới lấy ý truyền ý, lấy tâm mến tâm như vậy thì Đức Thầy ra đời chỉ dạy được mấy người, được mấy người hiểu được ý đó. Cho nên ở đây ta mới hiểu, ta mới bàn lại đó là ý muốn nói rằng là tâm ý là cái ý nguyện, và cái tâm ý là nguyện vọng của Đức Thầy chúng ta đem cái lời cao siêu Phật để chi và truyền dạy, đó là tâm ý. Hai nữa là đại ý. Đại ý có nghĩa là một bài văn, ví dụ sấm giảng thi văn giáo lý đó, thế là đại ý là một cái bài văn cũng đưa ra cho mọi người xem đó để giác ngộ. Và Đức Thầy cũng đem ra từng cái pháp môn, chẳng hạn như tu thiền, tu tịnh, tu phước, tu huệ vậy đó, đưa ra những pháp môn để cho người ta biết, để ta tu tập, mà tùy theo căn cơ trình độ chúng sanh hiểu như thế nào để ta giác ngộ theo thế đó để ta tu. Đó gọi là cái đại ý. Chứ mà không có thể nào bàn là lấy ý truyền ý, lấy tâm truyền tâm mà như Đức Phật mà truyền cho Ma Ca Diếp và trà dài tới 33 vị tổ thì bàn gì thì nó quá sâu, quá cao, và có được bao nhiêu người lãnh hội như vậy. Gọi lẽ cái công Đức Thầy ra đời chúng ta giải đạo rồi tìm được có một hai người hay không, mà chưa chắc gì có một hai người mà hiểu được cái tâm ý của ta. Cho nên ở đây ta bàn lại đó là lấy cái tâm nguyện và cái ý nguyện của Đức Thầy và cái đại ý mà Đức Thầy đã dạy cho mình giác ngộ tu hành. Thì thưa tất cả quý vị, à, như vậy thì ở đây á, cái phần mà bàn luận cái đó, đó thì không phải riêng ý tôi, mà do ý kiến của các vị mà lớn tuổi, mà các vị đó là phải nói là đáng trân trọng, đáng nể, là bởi vì người ta nghiên cứu rất là sâu sắc à, mà bàn bạc như vậy à. Cho nên là quý vị hỏi sao giáo viên có người bàn chỗ này, người bàn chỗ khác, là tại thì tùy theo cái nhận thức của mọi người thôi, phải không? Tùy theo nhận thức của mọi người thì đó là cái sự bàn của tôi, đó là vậy. Chứ không thể nào mà mình đem ra nó là tâm truyền tâm, ý truyền ý như Đức Phật ngày xưa là không được à, không có bao nhiêu người lãnh hội được. Người vậy thì cái công cán của Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo thì chỉ truyền được có một hai người, mà nói chung là truyền cho cả nhân loại chúng sanh, nói chung là tín đồ Phật giáo họ nói riêng, và đưa ra pháp môn tu tập nào cho nó phù hợp với mình à. Rồi bây giờ như vậy thì chúng ta đã hiểu qua cái câu đầu tiên, đó là vô thượng thậm thâm dĩ với truyền à. Mà để hiểu rõ cái chỗ này thêm chút nữa đó, thì nghĩa là chúng ta thường nghe giáo lý viên cũng trình bày rất là nhiều. Có nghĩa là ngày xưa lúc mà Đức Phật còn trụ thế, là một hôm nọ Ngài và các vị tỳ kheo đi đến chỗ cái khu rừng thân thứ đó, khu rừng thân thứ đó, và ngồi xuống đó nghỉ. Thì lúc bây giờ đã nhân dịp đó, Đức Phật mới hốt một cái nắm lá trong tay, thấy không? Đức Phật mới đưa lên hỏi A Nan: này A Nan, nắm lá trong tay của ta nhiều hay là nắm lá ở rừng đại địa này nhiều? A Nan mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, nắm lá trong tay của Ngài rất ít, và nắm lá ở rừng đại địa nó nhiều hơn cả trăm ngàn vạn ức lần. Thì Đức Phật cũng nói cũng thế đó A Nan, cái pháp mà ta đem truyền dạy cho nhân loại chúng sanh, cho các ông đó, nói chung đó là nó ít như là nắm lá trong tay của ta. Còn những cái mà ta biết, ta hiểu, ta thông được mà ta không đem truyền dạy cho các ông, nó nhiều như lá ở rừng đại địa. Rõ ràng chúng ta thấy không, pháp Phật hết sức là mênh mông. Cái Phật mà đem truyền cho mình có bằng cái nắm lá trong tay thôi, mà nhiều đó mà chúng ta lãnh hội còn không nổi, ta hiểu còn không hết. Còn cái nhiều hơn nữa, bởi vì Phật Ngài đã coi như là quán thông được tất cả, phải không? Thấu triệt được nghĩa là vũ trụ hoàn cầu, và hiểu được là quá khứ vị lai hiện tại. Cho nên nghĩa là Đức Phật đã hiểu được tất cả hết các pháp thế gian, xuất thế gian. Còn mình ở đây là cái người phàm, mình đâu hiểu đâu. Cho nên mình chỉ hiểu được cái gì mà Đức Phật đem truyền dạy cho mình. Cho nên Đức Phật chỉ truyền dạy cho chúng sanh cái gì mà chúng sanh hiểu biết, nhận thức được, Đức Phật mới đem truyền dạy.
chứ không phải là ngài truyền dạy cái gì ngài biết là ngài dạy, ngài biết là dạy thì chúng ta không thể nào lãnh hội nổi. Ý là có nhiêu đó thôi đó, nắm lá trong tay thôi đó, mà chúng ta còn hiểu không nổi. Cho nên vì vậy thưa quý vị đồng đạo kính mến, còn ví dụ như cái hiểu biết của mình, như tôi hay cùng quý vị, cứ việc mình biết cái gì là đem mình nói hết, còn người ta hiểu được không được thì thôi kệ người ta. À, cái kiểu tâm lý của mình như mà thấy mình biết mình cứ việc nói hết, người ta hiểu không hiểu thôi không có. Đức Phật và Đức Thầy chúng ta đó hiểu được cái tâm lý căn cơ trình độ chúng sanh, cho nên Đức Phật và Đức Thầy nói cái gì mà chúng sanh nghe hiểu được thì Phật với Thầy mới nói, còn cái gì nghe không hiểu được là Phật Thầy không nói. À, cho nên ở đây thì xin nhắc lại đó là vô thượng thậm thâm dĩ truyền, muốn tán thán ca ngợi cái pháp Phật nó quá cao sâu huyền diệu, đó là cái giáo lý nhiều màu để cải đổi tư tưởng và hành động của tất cả nhân loại chúng sanh, để cho họ giác ngộ ý thức tu hành. Thì đó gọi là cái bài, cái câu đầu tiên là vô thượng thậm thâm dĩ truyền. Bây giờ qua cái câu thứ hai, danh ngôn chép gạch để đàm tiên. Chữ danh ngôn là gì? Chữ danh là cái người nổi tiếng, mà chữ ngôn là lời nói. Danh ngôn là cái lời nói, lời hay ý đẹp của những người nổi tiếng người ta nói ra. Những người đó là những người thế nào? Mình nói gì thông thường ở thế gian đó là những người đó là chẳng hạn như là lãnh tụ một đất nước nào đó, ha, cái người lãnh đạo nào đó, một nhà văn, một nhà thơ, thi sĩ, ha, hay là những người nổi tiếng nào đó, thì họ nói ra những cái lời đó là nhằm mục đích để xây dựng tư tưởng, ha, để cho người đó, người khác là có ý chí phấn đấu để đạt được cái mục tiêu của mình, ha, để thành công trong sự nghiệp. Thí dụ như cái câu nói mà cái vị lãnh tụ đất nước nè, chẳng hạn như câu nói của Bác Hồ, nói câu như thế nào quý vị biết không, là danh ngôn không? Cái câu là không có gì quý hơn bằng độc lập tự do. Câu đó là thuộc về danh ngôn, cả thế giới người ta hiểu luôn, phải không? Còn nghĩa là ông Lenin cắt nát với ông nói câu như thế này: học, học nữa, học mãi, học cho đến chết vẫn học. Cái câu đó nó cũng đi vào ở trong danh ngôn của thế giới, phải không? Đó là mình nói về cái mặt ở thế gian. Còn cái chỗ danh ngôn là ta hiểu theo Phật giáo, ta hiểu theo cái tôn giáo đó, thì cái danh ngôn đây là lời nói hay của Phật hay là của Đức Khổng Tử hay của những vị giáo chủ tôn giáo nào đó, cho nên gọi là danh ngôn. Thí dụ như Đức Khổng Tử ngài nói câu thế nào, ngài nói câu mà rất là thông thường mà ta thường lập tới lập lưu hoài, mà cái hành được hay không thôi, cái câu đó nó cũng nằm trong cái chỗ khẩu nghiệp nữa đó. Đức Khổng Tử ngài nói câu đó là trước khi nói việc gì phải uống lưỡi 7 lần, câu đó cũng có viết vô giờ danh ngôn đó. Trước khi muốn nói việc gì đó mình phải uống lưỡi 7 lần, tức là ta đắn đo suy nghĩ kỹ càng rồi mình hả nói cái chuyện đó. Còn cái câu mà Đức Phật nói thường nói như thế nào, chúng ta cũng thường lặp đi lặp lại hoài. Đức Phật nói là các con muốn đền ơn ta ư, giáo pháp ở đó hãy gắng mà học ha, rồi cố mà hành gắn mà truyền đi, mọi sự tán thán công đức cúng dường Phật từ cho Như Lai đó cũng không bằng đem giáo pháp của Như Lai để truyền bá. Hoặc giả câu khác ngài nói đó trong cái bài kinh Di Giáo đó: này các con thân yêu của ta ơi, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, bởi vì chỉ có mình mới cứu được mình thôi. Rõ ràng đây là Đức Phật muốn khuyên các đệ tử là trên tinh thần tự lực, tự tu, tự sửa lấy mình. Đó, mấy cái câu này là thuộc về danh ngôn của Phật đó. Ngoài ra những cái bài pháp của Phật thuyết mà hiện nay là đóng lại thành bổn thành kinh cũng đều là gọi là danh ngôn hết. Vậy thì giờ đây chúng ta hiểu ra là danh ngôn là lời nói của Phật, nói rõ hơn là vậy, lời dạy của Phật. Rồi chép gạch để đàn tiên. Chữ chép là gì? Chữ chép là ghi biên lại theo cái bộ sách cũ. Thí dụ như giờ trong sấm giảng thì văn giáo lý thầy hay là cuốn sách nào đó, mình lấy ra đó mình coi, mình chép lại từ chữ, thấy không? Mình coi mình chép lại từ chữ, đó gọi là chép. Chép là bản sao lại cái bản gốc trước, cho nên gọi là chép. Mà từ trước đến giờ chúng ta cũng bàn nha, chúng ta cũng bàn, ta hiểu theo kiểu chép là Đức Thầy chép. Mình hiểu là vậy đó, Đức Thầy chép. Nhưng mà ở đây do nghiên cứu kỹ lại đó, chúng ta thấy không phải Đức Thầy chép, thấy không? Nếu mà giờ nếu mà chép là sao uy lễ bản cũ, bị chỉ chép của vị cha cứu từ điển đây là ghi biên lại cái bộ sách trước, cái cuốn sách trước mình ghi lại y gan như từ câu từ chữ đó, gọi là bản sao của bản trước mới gọi là chép. Còn lần này đó, bây giờ chép lại lời Phật, thấy không? Vì nãy mình nói danh ngôn là lời Phật dạy rồi, lời Khổng Tử dạy rồi, Đức Thầy đâu có chép nguyên văn đâu. Nếu mà chép là sao chép nguyên văn, Đức Thầy đâu chép nguyên văn đâu. Chẳng hạn như câu là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ quách,
À, quý vị hiểu gì không? Còn không hiểu luôn. Mà trong giáo lý thầy có chép nguyên văn đó không? Quý vị đọc là có không? Đâu có đâu. Phải không? Đâu có đâu. Mà Đức Thầy là chỉ là rút trong các luật các kinh tùy lòng không ép là minh dẫn này. Hoặc giả là dưới đây lược tả sách kinh, Đức Thầy chỉ lược tả lại thôi, lược lại những cái ý nào đó cần đem ra để dạy cho chúng sanh thì Đức Thầy lược lại rồi rút ra những ý chính để viết ra. Chứ đâu giờ Đức Thầy chép nguyên văn đâu, mà đó giờ mình cũng bàn, mình hiểu theo là danh ngôn chép gặp để nào đó, tôi cũng hiểu chỗ đó đó là Đức Thầy chép. Rồi như vậy rồi nếu mà nói thầy chép là trên này chép, rồi dưới ở dưới đó là sĩ xuất văn từ cũng là câu văn nữa, cũng dạy dỗ nữa. Như vậy thì có bốn câu mà nó trùng hai ý, vậy là mình hiểu lầm thầy nữa. Cho nên như vậy thì ở đây chúng ta khẳng định nha, mình bàn bạc mình khẳng định là chép ở đây là do các vị chư tăng chép lại lời của Đức Phật. Mình hiểu cái đó đó là nó mới chính xác hơn, phải không? Bởi vì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó thì lúc bây giờ là bốn lần kết tập kinh điển, bốn lần kết tập lời của Đức Phật dạy đó, thì các vị chư tăng mới chép nè. Vì nãy mình nói danh ngôn và lời của Phật dạy lời Phật dạy rồi chép gặp để đằng tiên, thì giờ Đức Thầy đâu có chép từ câu từ chữ của Phật đâu, của đâu Đức Không Tử đâu, mà chính là Đức Thầy chỉ rút và lược tả là thôi đó. Cho nên chép ở đây là phải nói ra là bốn thời kỳ kết tập kinh điển sau khi Đức Phật nhập chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta hiểu pháp như thế này. Cái thời kỳ thứ nhất là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng thì lúc bây giờ Ma Ca Diếp mới triệu tập các vị tỳ kheo là có 500 vị, mà 500 vị này chứng quả La Hán, kết lại tập lần đầu tiên là tại hang Thất Diệp. Đó là nơi, đó là nơi nước Ma Kiệt Đà. Cái lần kết tập này đó là làm việc thời gian trôi qua là 7 tháng. Kết tập lần thứ hai đó là cũng ở tại thành Tỳ Xá Ly nước Ma Kiệt Đà, do ngài Gia Xá triệu tập 7 vị thượng thủ. 7 vị thượng thủ là những người đạo cao đức trọng làm thủ tọa trong cái tập đó, và tổng cộng là có 700 vị tỳ kheo chứng quả La Hán. Để nghĩa là cái cuộc hội đó là kết tập lần này đó là tổng cộng là trải qua 8 tháng, thấy không? Là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm. Kết tập lần thứ 3 là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là 236 năm. Và lần thứ 3 này là do vị vua A Dục Dương mới triệu tập, nghĩa là ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu. Không phải Mục Kiền Liên nha, Mục Kiền Liên Tử mà Đế Tu làm thủ tọa. Và đồng thời đó là kết tập lần này đó là gồm có 1000 vị A-la-hán. Và cái tập lần này nó trải qua là 9 tháng cũng ở tại đó là thủ đô, tân thủ đô nước Ma Kiệt Đà đó. Trải qua tới cái lần thứ 4 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trải qua là 400 năm 400 năm. Thì năm đó là khoảng là cái năm 83 trước Công Nguyên. Như vậy là kết tập lần này đó là do vua Ca Nhĩ Sắc Ca, là vị vua này đó là mới triệu tập ngài Thế Hữu và Hiếp Tôn Giả, hai vị làm thủ tọa, và đồng thời là có 500 vị chứng quả A La Hán. Và cái lần kết tập lần này là công phu cực khổ, phải nói là tất cả những chi tiết, những cái lời dạy Đức Phật từ ngày xưa là đều làm rõ ràng hết. Cho nên thời gian kết tập là phải trải qua là 12 năm. Và kinh luật lượng được sắp thiết đầy đủ trong đó hết. Và tổng cộng là nó có 300 ngàn bài kệ, và bao gồm là 9.600.000 chữ, 600.000 chữ. Mà thưa quý vị, sau khi kết tập xong rồi đó, ông vua Ca Nhĩ Sắc Ca đó là cấm không cho những cái lời kinh này được truyền ra ngoài, những cái bài kinh này truyền ra ngoài, không cho truyền ra ngoài. Nhưng mà không phải vậy là ổng là ích kỷ, không phải vậy. Nhưng mà ông rất tôn trọng pháp của Phật. Cho nên nghĩa là mấy mướn thợ mà giác đồng á, nghĩa là nó giác đồng cho mỏng thiệt, và mỏng càng mỏng càng tốt. Lấy những miếng đồng đỏ đó bắt đầu mà ghi khắc từ chữ mà 9.600.000 chữ đó. Rồi mới để xây trong một cái tháp ở trong hang núi đó, để thờ. Rồi nghĩa là các vị mà chư tăng ở các nước mà muốn học á thì qua đó học, đi học cho thuộc học đó, rồi ông đãi cơm cho ăn đầy đủ, rồi bắt đầu ra về nắm hiểu được cái ra về thì những bộ kinh nó còn nguyên vậy, chứ không được truyền ra ngoài. Ai nhớ được bao nhiêu nhớ, học được bao nhiêu học. Cho nên mới có câu chuyện là ngài Thích Bát, Bát Thích Mật Đế đó, nghĩa là mới xẻ cái bắp đùi mà để cái bộ kinh mà Kim Cang vô đó. Thì cái đó là cũng như lén đó, bây giờ ông cho là giữ, nghĩa là từ biên giới ra tại cung điện là tới chung là ở đâu là cũng có giữ, không cho ai được truyền kinh ra ngoài, tại vì quá tôn trọng pháp của Phật. Thì thưa quý vị, như vậy giờ nói trở lại
Thì ở đây là có 4 lần kết tập kinh điển thì rõ ràng là chư tăng là mới chép lại lời Phật. Chứ nếu chúng ta mà hiểu nó là thầy chép lại thì cái này chúng ta cần nghiên cứu lại. Thầy không có chép. Bởi vì ta hiểu từ điển là chữ chép là phải ghi lại nguyên văn, là bản sao của bản trước mới chép, mà thầy đâu có chép nguyên văn đâu, mà nói chép là chữ tăng chép. Đây là cũng do cái gì nghiên cứu của các vị mà tiền bối chúng ta thấy rất là sâu sắc. À, cho nên giờ như vậy, dân ngôn chép gạch để đàn tiên, chứ gạch là gạch ra, phải không? Chép để gạch đàn tiên, phải không? Nãy giờ đồ thì bảy cười cười hoài, tôi tưởng đâu nó thấy tôi nói hay quá nó cười. Cho nên tôi với bảy rồi tôi hiểu được ý nó đó, chứ không phải ý của Phật là mình không hiểu nha, mà nó cười cười biết mình nói sai rồi. Chép để gạch đàn tiên đó. Như vậy thì gạch là dắt ra, thấy không? Mà đàn tiên là gì? Thưa quý vị, chữ đàn tiên ở đây đó là chúng ta hiểu thế này: tiên là đối với tục, mà thánh là đối với phàm, Phật là đối với chúng sanh, phiền não đối với bồ đề. Cho nên vì vậy đó, chỗ gạch mà dắt chỉ ra cho chúng ta thấy được cái đàn tiên là con đường giải thoát, đường giải thoát. Chứ ta đừng hiểu lầm là tiên là chỉ cho những vị tiên còn ở cảnh hạ giới, không phải vậy. Bây giờ đây giờ để tìm hiểu như thế này: tiên là một, là địa tiên, là những vị tiên còn đang tu tập ở non núi biển đảo. À, thứ hai nữa đó, tiên là chỉ cho các vị thiên tiên, là lúc bây giờ ta được về trên cõi trời, à, được về cõi trời. Mà thiên tiên nó cũng có hai hạng: một là ta làm phước quá nhiều, ta dư phước, cho nên vậy phước nhiều tiên cảnh lên rồi. Rồi cái là tiên thứ hai này đó là do người ta tu tập thiền định, ta chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho nên ta được về trong cõi tiên trên đó. Và cõi tiên trên đó là sống cũng tùy theo cái công đức tu tập của mình. Con người sống 1.500 tuổi, 3.000 tuổi, 5.000 tuổi, 10.000 tuổi, thậm chí vài chục ngàn tuổi, mà nếu không tu tập thêm nữa thì hết cái phước đó cũng đầu thai trở lại, thì tiên này còn luân hồi. Nhưng mà cái tiên thứ ba nữa là gọi là giải thoát tiên. Giải thoát tiên là tiên này được ra khỏi cái cảnh giới luân hồi, ra khỏi nghĩa là ba con đường, tam đồ, ác đạo, lục đạo, phải không? Cho nên vì vậy đó thì tiên này gọi là giải thoát tiên, tức là nó ngang bằng với các bậc A-la-hán. À, còn cái tiên thứ tư nữa gọi là đại tiên. Đức Phật là một vị tiên cao cả hơn tất cả các vị tiên khác, cho nên Ngài gọi là đại tiên. Đó là trong cuốn Phật Quang, từ điển người ta có giải rõ như vậy. À, như vậy thì rõ ràng ở đây đó là để cho chúng ta thấy rằng là dắt cho chúng ta thấy ra cái đường tiên. À, mà đường tiên đó là chỉ cho cái con đường giải thoát. À, con đường giải thoát. Cho nên thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì qua cái câu thứ hai này đó là danh ngôn chép để gạch đàn tiên. À, vậy thì giờ cái lời hai ý phải của Phật để chỉ dạy cho môn đồ, và đồng thời các vị chư tăng Ngài đã ra công kết tập lại 4 lần kinh điển như vậy, à, để ghi chép lại lời Đức Phật, để gạch ra cho tín đồ nói chung và cho nhân sanh, cho tín đồ nói riêng và nhân sanh nói chung, để thấy được cái con đường tiên và cái cõi tục, để phân minh cho rõ ràng, để chúng ta thấy được cái chân trời giải thoát. Đó là cái câu thứ hai vậy. Bây giờ qua câu thứ ba: cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Và cái câu này là chúng ta thường tu tập đây. Thưa quý vị, cư gia tịnh độ, chữ cư gia là ở tại nhà, mà đọc cho đủ là tại gia cư sĩ. Bởi chữ cư là ở, mà chữ gia là nhà. Nếu hai chữ này đó là ở tại nhà, mà ta đọc cho đủ đó là tại gia cư sĩ. Tại gia cư sĩ. Như vậy thì chúng ta ở tại nhà vẫn tu pháp môn tịnh độ, vẫn nghĩa là được thực chứng tịnh độ và vẫn được giải thoát như thường, chứ không cần phải xuất gia, thấy không? Đó là cái hạnh tại gia cư sĩ. Mà đặc biệt cái hạnh tại gia cư sĩ của đạo Phật giáo hảo chúng ta đó, nếu mà nếu đúng theo lời thầy dạy đó ha, ta làm được đó là tại gia như xuất gia. À, còn có khi là xuất gia như tại gia, tại gia như tại gia, xuất gia như xuất gia. Là sao? Không hiểu gì hết. Tại gia như xuất gia. Bởi vì đó là bàn xét như trên thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ, học Phật tu nhân vậy. Bàn xét như trên là cái hạng xuất gia và hạng tại gia bên đạo Phật rồi, thì Đức Thầy khẳng định là chúng ta đây là tại gia cư sĩ. À, mà đặc biệt là học Phật tu nhân. Chúng ta đừng hiểu lầm rằng đó là học Phật là chỉ học, học theo lời dạy của Phật để ta hiểu rồi đầu quay lại tu nhân, không phải vậy. À, chứ học Phật chúng ta thấy nó có 3 nghĩa nữa. Một, học là bắt chước để làm theo. Thứ hai nữa, học là thông qua sự truyền dạy của một người nào đó, chúng ta tiếp thu được cái kiến thức
của người đó, cho nên gọi là học. Thí dụ quý vị đi học đạo, học giáo lý là kia nọ, đó là học. Còn chính học trong Phật Quan Từ Điển ta dạy đó, học gì, học Phật là gì, là thực hành, thực hành theo cái hạnh của Phật, tu theo Phật để sau này được chứng quả Phật. Mà tu theo Phật, thực hành theo hạnh Phật là phải là tu theo những pháp môn là như là giới, định, huệ, vân vân đó. Cho nên chứ học Phật ở đây có nghĩa là ta thực hành theo hạnh tu Phật và trong đó ta giữ giới, định, huệ để ta được đắc đạo. Cho nên như vậy, hồi đó giờ mình không học cái mình hiểu là học Phật là học cho hiểu cái giáo lý Phật, cái quay lại tu nhân, mà không phải vậy. Có khi ta hiểu lầm chỗ đó. Cho nên vì vậy mà ở tại gia cư sĩ của đạo Phật giáo hảo đó, là có nghĩa là chúng ta cũng vừa lo làm ăn, vừa lo canh điền, vừa lo tạo tác để tạo nên sự nghiệp của mình. Nhưng mà có điều là trong tâm của mình, trong lòng của mình là nó xa rời hết tất cả những cái lợi danh khác, và luôn luôn giữ được cái hạnh thanh tịnh. Mà giữ được cái hạnh thanh tịnh đó thì lúc bây giờ là sao, là chúng ta đã đắc đạo thế gian rồi. Cho nên chính vì vậy mà Đức Thầy đã cho chúng ta biết là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lời danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao triêng. Chưa còn nữa. Gắn công trì niệm sớm ma phi thần, tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Đó, rồi vỗ tay được rồi đó. Rõ ràng phải không? Mình cũng là cư sĩ canh điện, có cái là mình xa nơi tranh đấu lợi danh mà giữ lòng thanh tịnh đánh lành trao chia, gắn công trì niệm sống phiêu thân, tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Rõ ràng nếu làm theo hạnh của Đức Thầy đã dạy chúng ta là tại gia mà như xuất gia, cái thân này mặc dù còn ở tại gia, còn trong sống trong thế tục, nhưng mà cái lý tưởng tâm hồn chúng ta lúc nào cũng xuất gia hết, thấy không? Rồi đó, thí dụ xuất gia như tại gia có nghĩa là có những vị người ta xuất gia tu hành rất là tốt, nhưng mà có những vị đó người ta xuất gia nhưng mà ta còn vướng về cái chuyện hoàn cảnh gia đình như thế nào đó, cho nên gọi là xuất gia như tại gia. Rồi xuất gia như xuất gia có nghĩa là cái lý tưởng xuất gia là ta hoàn toàn đã ly khai với gia đình, mà những người đó là một là phải vĩnh ly cắt ái, hai là hủy hoại hình ảo, thứ ba nữa đó là chí cầu đại thừa, thứ tư là cứu độ chúng sanh, trên là cầu giải thoát mà dưới là cứu độ chúng sanh. Cho nên cái lý tưởng này đó là xuất gia, xuất gia đóng giống như lý tưởng mà Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo. Rồi tại gia như tại gia là cái người này ở tại gia đình, rồi cũng lo làm ăn này kia nọ mà cuối cùng không có tu hiền gì hết, cho nên là tại gia như tại gia thôi. Còn mình ở đây là tại gia xuất gia nè. Cho nên vì vậy mà chỗ này đó là cư gia tịnh độ, tức là ở tại nhà ta, tại gia cư sĩ để ta tu. Mà tu gì? Tu theo lời Đức Thầy dạy là tịnh độ tâm viên mãn. Thưa quý vị đồng đạo kính mến, tịnh độ chúng ta nghe rất là nhiều, tức là pháp môn tịnh độ hay là cái tội tịnh độ. Có một điều mà chúng ta nghiên cứu tìm hiểu, chúng ta thấy nó mới cái là trùng hợp rất là ngộ. Trong cái quyển năm này đó, quý vị biết Đức Thầy có nói bao nhiêu danh từ về hai chữ tịnh độ không? Quý vị có nhớ không? Trong quyển năm nè, bao nhiêu danh từ có hai chữ tịnh độ? Cái này nhiều khi cái đố vui tao cũng đố mình đó nghe. Thôi giờ nói cho bao nè. Có 6 cái danh từ, có nghĩa là mình lấy 6 câu giảng mà có 6 cái danh từ là tịnh độ. Mà đặc biệt cái 6 danh từ tịnh độ này đó, nó có khá khác nhau. Bây giờ nè, 2 câu giảng có 2 danh từ tịnh độ là được Đức Phật, Đức Thầy giới thiệu về pháp môn tịnh độ. Đó là một, môn tịnh độ là phương cứu cánh. 2 là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ. Rõ ràng là 2 câu giảng này nói về tịnh độ mà đang giới thiệu về pháp môn tịnh độ. Đức Phật, Đức Thầy đang giới thiệu về pháp môn tịnh độ. Thấy không? Rồi giờ có 2 cái danh từ nói về tu tịnh độ mà được thực chứng tịnh độ ở thế gian. Một là cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Đó là cái câu chúng ta đang bàn đây. Nghĩa là ở tại nhà mà chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ mà tâm viên mãn là tròn đầy sáng suốt, gọi là đắc đạo thế gian luôn, gọi là thực chứng tịnh độ. Thứ hai nữa là gì? Là trong cái bài kệ của quyển năm, bài kệ mà theo lối văn là thất ngôn bát trú đường lực á, thấy không? Tịnh độ giác thuyền trị dục tâm.
đó, tu theo pháp môn tịnh độ của Đức Phật, của thầy chỉ dạy. Hiện tại thế gian là ta chỉ được cái lòng ham muốn của mình, ta thoát được cái lòng ham muốn của mình, là cái người này là niệm Phật tới chỗ và nghiệp dứt tình không. Lúc bây giờ là ta thực chứng tịnh độ thế gian. Cho nên hai câu giảng này cũng nằm về hai cái bài theo cái thơ là Thất Ngôn Bất Cứu và Thất Ngôn Tứ Cứu, đó là thực chứng tịnh độ. Rồi cũng là hai câu giảng có hai chữ tịnh độ mà nói về cái cảnh giới Cực Lạc. Đó, bây giờ cái này dễ rồi, tôi đố vị tìm được hai câu giảng đó. Nói về cảnh giới nha. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui hả? Ồ hay quá ta, đúng rồi đó. Rồi còn câu nào nữa? Bên đây nói tổ tịnh độ lắm, điều thanh giả. Bên đây nói tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Vậy là bên nam bên nữ người nói chúng câu quá hay, cho chàng pháo tay luôn. Bữa nay không có đem quà, phải đem quà thưởng cho quý vị, hay quá. Quý vị thông minh quá. Nội cái tôi dòm trên bảng đó là thấy quý vị đây là coi như có kiến thức rất sâu sắc về Phật giáo hòa hảo, thấy không? Thời gian rảnh rỗi rồi chúng ta dành cái thời gian để chúng ta học giáo lý, học cho thuộc lòng, rồi còn chia sẻ, còn trao đổi Phật pháp nữa, là nội nhiêu là biết là bằng chỉ sự quý vị là coi như là rất là giỏi, thấy không? Rất là giỏi. Thì thưa tất cả chú vị đồng đạo kính mến, vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là có 6 câu giảng mà có hai chữ tịnh độ, mà hai chữ tịnh độ đó là mỗi câu giảng, hai câu giảng đó là giới thiệu về pháp môn tịnh độ, hai câu giảng thì nói về thực chứng tịnh độ, và hai câu giảng là nói về cái cảnh giới tịnh độ. Cho nên vì vậy chúng ta thấy rất là trùng hợp, rất là hay, nghiên cứu chỗ này chúng ta thấy rất là sâu sắc. Thì thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì giờ đây trở lại đó là cư gia tịnh độ. Vậy thì tịnh độ đó, đây là cái pháp môn, mà pháp môn này là chính ngày xưa Đức Phật đã vạch ra, đã chỉ cho môn đồ. Bởi vì Đức Phật đã biết rằng là căn cơ trình độ chúng sanh, nhất là trong cái thời kỳ mạt pháp này đó, là căn trí hạ liệt. Cho nên vì vậy đó là chỉ có pháp môn tịnh độ là mới phù hợp thôi. Cho nên vì vậy ngài Thương Nhiêu Hòa Thượng ngài nói câu nào: chánh pháp tượng pháp chi hậu chư kinh diệt tận, chỉ lưu tứ tự A Di Đà, cứu độ mạt pháp chúng sanh, bất tính kỳ hữu, bất tính giả. Như vậy ưng độ địa ngục chứ, kỳ hữu bất tính giả, ưng độ địa ngục. Có nghĩa là cái thời chánh pháp đã qua, thời tượng pháp đã qua, mà nghĩa là đến thời kỳ mạt pháp này chỉ còn lưu lại là bốn chữ Nam Mô Di Phật, đó là pháp môn tịnh độ. Mà nếu như mình mà không tu pháp môn tịnh độ và không tin pháp môn tịnh độ thì ưng đọa địa ngục là phải chấp nhận, chỉ ưng là chấp nhận, chịu là bị đọa địa ngục. Đó. Tại vì không tu pháp môn này thì chúng ta làm tội thì ta phải bị đọa. Cho nên thưa quý vị đồng đạo kính mến, giả lại trong 10 tông phái của đạo Phật bên Trung Hoa thì cái tông tịnh độ lại là cái tông này đó là cao nhất. Cái tông này là người ta tu nhiều nhất. Nó không những là phù hợp với căn cơ trình độ từ bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, mà nó là pháp môn dễ tu nhất. Trong 10 cái tông phái đó có hai cái tông đó là gọi là tiểu thừa, Châu Xá tông, Thành Đạt tông đó, còn nữa là bao nhiêu là đại thừa, mà đặc biệt là pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng, dễ tu dễ đắc. Cho nên vì vậy trong cái quyển năm này Đức Thầy nhắc tới nhắc lui rất nhiều về pháp môn tịnh độ, ngoài ra còn chỉ dạy cho tín đồ nghĩa là niệm Phật để cầu giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thưa quý vị chỗ này mới nói là cư gia tịnh độ, thấy không? Cư gia tịnh độ. Vậy thì giờ nói tịnh độ là chúng ta phải tu như thế nào? Chúng ta phải tu như thế nào? Bây giờ căn cứ theo lời Đức Thầy chúng ta chỉ dạy đó, là chúng ta tu về pháp môn tịnh độ đó là chúng ta cần phải niệm Phật, cần phải niệm Phật. Khi nào quý vị mà nghe cái chuyên đề pháp môn tịnh độ thì nói nó rộng, nó sâu hơn. Còn ở đây tôi nói trong khía cạnh đó là chúng ta cần phải hiểu niệm Phật như thế nào. Những yếu tố cần có mà khi chúng ta niệm Phật, những yếu tố cần có khi chúng ta niệm Phật. Vậy thì người tín đồ Phật giáo hảo khi niệm Phật đó là chắc chắn rằng chúng ta phải hiểu là chúng ta niệm Phật là phải đền trả tứ ân. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mình không giải gì tứ ân như thế nào hết, mà đây là tại sao chúng ta niệm Phật phải đền trả tứ ân. Bởi vì tứ ân là cái nền tảng cơ bản, tức là cái nhân đạo, mà là nhân đạo là cái đạo làm người, mà làm người chưa dạn khó hồng thảnh thơi. Giả lại nó là cái nền tảng cơ bản để như là chúng ta đi bước lên cõi giải thoát. Muốn về cõi Phật cõi tiên đi chăng nữa thì chúng ta phải làm cái đạo làm người cho nó xong. Làm người chưa dạn khó hồng thảnh thơi. Vậy thì nghĩa là dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Muốn tu đạo tiên hay đạo Phật vậy chăng nữa là phải tu cái đạo làm người, cái đạo nhân cho nó xong. Còn đạo dân mà nó chưa xong rồi thì coi như là nói tới đạo tiên, đạo Phật thì xa rồi. Thành ra Đức Thầy dạy chúng ta là tu thân thiện tính gán chuyên trần lục tự di đà diệt tứ ân.
Thấy không? Đó là lý do mà chúng ta phải đền trả tiếng ăn. Cái thứ hai nữa là chúng ta niệm Phật là yếu tố cần có, là muốn đảm bảo được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc không gì khác hơn là chúng ta cần phải thực hiện cho được cái hạnh đó là tín nguyện và hạnh. Tín nguyện và hạnh. Thưa quý vị, như chúng ta thường nghe hoài, tín là cái niềm tin rồi, nguyện là tha thiết để cầu sanh gì đó rồi, hạnh là chúng ta cần phải áp dụng thực hành, phải siêng năng hành đạo. Chánh hạnh là niệm Phật, mà trợ hạnh là tất cả những cái hạnh lành để dung bồi cho công đức niệm Phật của chúng ta. À, mà nếu như bây giờ quý vị mà siêng năng hành đạo, siêng năng niệm Phật, mà nếu thiếu tín nguyện là chắc chắn là chúng ta không giảng sanh được. Nó là chắc chắn luôn. Thấy không? Cái ông vua Khang Hy hoàng đế ở bên nhà Thanh, đầu tiên bên nhà Thanh đó. À, sau khi ông sanh ra, sau khi được sanh ra rồi đó, là ở sau lưng ông có 10 chữ Việt Nam Quang Minh Tự Sa Môn Tỳ Kheo Tăng. Ông nói ủa sao mình hoàng đế mà tại sao viết chữ ở sau lưng là có 10 cái chữ son là Việt Nam Quang Minh Tự Sa Môn Tỳ Kheo Tăng. Mới kêu mấy thầy tướng số lại bàn đó, thì mới bàn ra đó là bệ hạ trước đây là một vị sa môn của nước Việt Nam. Vị Việt Nam đó, Quang Minh Tự, vị sa môn ở tại chùa Quang Minh ở Việt Nam, mà Sa Môn Tỳ Kheo Tăng là bệ hạ là đang làm nhà sư ở bên đó. Cho nên khi mà sứ giả Việt Nam chúng ta đi qua sứ qua đó, sau khi bàn bạc cái việc quốc sự xong rồi mới hỏi. Ông vua hỏi ra là Khanh ở Việt Nam mà Khanh có biết cái chùa Quang Minh không? Thì nghĩa là ông sứ giả này đó giờ cũng đâu có theo dõi gì chùa chiền đâu biết. Cho nên nghĩa là hỏi chi vậy, thì ông nói là từ khi ta sanh ra tới giờ đó là sau lưng ta có 10 chữ son là Việt Nam Quang Minh Tự Sa Môn Tỳ Kheo Tăng, theo các vị tướng số bàn là ta là một vị sa môn ở bên chùa Quang Minh nước Việt Nam, mà không có nước gì mà kỳ kỳ nữa ra hết. Mà các thầy tướng số bàn là chỉ có cái nước giếng á ở trước chùa đó đó, chùa Quang Minh đó, là mới tẩy sạch hết mấy chữ này thôi. Vậy thì Khanh làm ơn về bên Việt Nam đó tìm hiểu coi có chùa Quang Minh, mà nếu có rồi là đem cái nước giếng đó đem qua đây cho chẩm kỳ tẩy nó mới ra mấy chữ này. Thì thú vậy. Cho nên thiệt sau này ông này ông về ông tìm hiểu thì có cái chùa Quang Minh ở ngoài miền Bắc ngoài. Rồi mấy sau này có dịp đi xứ bển, ông mới lấy cái nước giếng nó qua bển thì rửa nó đâu là nó trôi ra tới đó, giống như kỳ hòm vậy, tan ra chứ không còn chữ đạo giống gì. Đó. Thì hỏi lại lý do là sao? Là hỏi lại cái câu chuyện là trước đây đó là ông là một vị trụ trì ở cái chùa Quang Minh. Ông niệm Phật rất là tinh tấn. Niệm Phật rất là tinh tấn. Mà hầu như là ông không có nguyện và cũng không có nguyện hay gì đó. Chứ tin là ông phải có tin, ông tin ông mới niệm Phật, nhưng mà ông không có nguyện. Không có nguyện ra nó tha thiết cầu sanh gì đó. Cho nên vì vậy một hôm nọ Đức Phật A Di Đà đó mới hiện đến cho ông thấy hào quang chiếu sáng, nói nghĩa là con tinh tấn niệm Phật, có niềm tin đối với ta, nhưng mà thôi giờ do cái phước đức mà con tu tập đó đó thì ta báo cho con biết là con chưa có về Cực Lạc được, mà con phải đầu thai qua bên Trung Quốc để con làm vua. Thấy không? Làm vua. Cho nên ông này ông giật mình thức giấc, rồi là ông không buồn khóc cái gì. Mình là cái người cái là tu Phật thì về Phật chứ sao mà đi làm vua. Làm vua cũng còn khổ nữa. Cho nên vì vậy đó mà ông buồn, ông mới kêu các đệ tử đó, bây giờ theo cái niềm mộng mà Phật A Di Đà báo vậy đó, giờ chừng nào mà thầy mà lâm chung đó nha, các con nhớ viết nghe là mấy chữ sau lưng cho thầy là Việt Nam Quang Minh Tự Sa Môn Tỳ Kheo Tăng. Nếu có sự thật đó là cái chứng sự thật vậy thì nghĩa là thầy đã chuyển sanh làm vua ở nước Trung Quốc. À, cho nên bị hỏi ra thì mới biết vậy. Bởi vì ông quan này đâu lại ông hỏi chùa đó, à, chùa này đó có ai sao cái chuyện nó dễ vậy, thì rõ ràng là ông đầu thai qua bển là làm vua bển. À, cho nên vì vậy mà khi mà ổng mà biết ra rồi có mấy chữ son, ổng còn nói một câu hối tiếc thế này nữa. Ông nói ngã hữu Tây Phương nhất Phật tử, à, dân hà lạc tại đế dương gia, ta là con của Phật ở Tây Phương mà tại sao lạc đã làm vua thế này. Nhưng mà lúc đó là nói vậy còn buồn tiếc vậy, nhưng mà sau này làm vua rồi nhất khô báo ứng này kia nọ, cho nên ông quên. Thành ra kêu nghĩa là múc cái nước đó tẩy cho nó sạch hết. À, tẩy sạch hết. Thì thưa tất cả quý vị kính mến, cho nên ở đây mới nói rằng là chúng ta có niệm Phật, có niềm tin mà thiếu hạnh cũng không được. Hay là có nghĩa là nguyện, có niềm tin ấy, hay là có hạnh mà không có niềm tin, không có nguyện cũng không được. Cho nên ba cái này đó thì nghĩa là ta thường nói là giống như là cái đảnh ba chân. À, nó phải có ba món, nó không thể thiếu được. Nhưng mà lỡ như lâm chung hấp hối đó nha, thì ta đâu có hành đạo gì được đâu, đâu có làm gì từ thiện giúp đời được đâu. Nhưng mà lúc này là ta nhờ đó là ta có tính như nguyện, nghe thiện chi thức nào mà khuyên bây giờ cõi Cực Lạc thế đó, vậy vậy đó, rồi nghĩa là ý chí phát nguyện cầu sanh gì đó, thì người đó chỉ niệm từ 1 đến 10 tiếng cũng được giảng sanh Tây Phương Lạc, nhưng mà cái quả vị rất là thấp, hạ phẩm hạ sanh. Thì thưa vậy thì cũng được. Cho nên tính nguyện là nó rất là quan trọng. À, vì lý do
tại sao mà chúng ta phải cần phải có tín nguyện hạnh? Bởi vì tín nguyện hạnh mới đảm bảo được cái công đức chúng ta vãng sanh Tây Phương. À, mới đảm bảo được. Tùng thị Tây Phương quá thiểu thiểu thập giảm trùng, tư lương nhựa cựu túc, hà sầu khước bất thành. Từ đây qua Tây Phương 10 muốn giảm xa thai, tư lương nếu đầy đủ, tức là tư lương là tín nguyện hạnh đầy đủ đó, thì lo gì chẳng đến ngày. Thấy không? Thôi giờ nói cho mau nữa là cái yếu tố cần có, cái thứ ba là chúng ta cần phải thực hiện. Cần phải thực hiện, đó là niệm Phật mà ta phải làm lành. Cần tu thập thiện thì sự niệm mới được hiệu quả. Mà thập thiện đó là ta tránh mười ác, mà tránh mười ác là ta phải làm lành. Mà tại sao nữa là ta niệm Phật phải tu từ thiện, ta phải làm thiện, phải làm lành? Là bởi vì nếu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái công đức. Ta thành tâm tha thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là công đức. Bởi vì mỗi tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình là nhiếp công đức của Đức Phật từ cõi Tây Phương để trang nghiêm công đức nội tâm chúng ta. Nhưng mà nếu như bên đây niệm Phật là có công đức, có phước đức, mà bên kia chúng ta vẫn tạo tội trong 10 điều ác như thường, vẫn sát sanh, vẫn đau tật, vẫn tà dâm, vọng ngữ, với ngôn, gắt khẩu, vọng ngữ, thông lâm, thông nộ, mê si, đủ thứ hết, thì lúc bây giờ nghĩa là chúng ta cũng vẫn bị trừ cái công đức của mình, bị trừ cái phước đức của mình. Mặc dù là niệm Phật là cái phước nó rất là lớn, phải không? Niệm Phật một câu là phước sinh vô lượng, nó rất là lớn. Mà ngặt con cái là 10 điều ác ta không tránh, ta không làm được 10 điều lành, thì đương nhiên là chúng ta bị giảm trừ công đức, thì cũng không đảm bảo được một đời tu chúng ta vãng sanh. À, cho nên lý do đó mà Đức Thầy đã cho ta biết là bá gia hãy gắng làm lành, niệm Phật cho rằng đặng thấy thần tiên đó. À, bây giờ tới cái sau cùng nữa đó là gì? Niệm Phật là chúng ta phải có đầy đủ bốn đức là từ bi hỷ xả, thấy không? Cái này không thể thiếu được. Tại sao niệm Phật phải có đầy đủ bốn đức từ bi hỷ xả? Mình không giải là đức từ, đức bi, đức hỷ xả thế nào, cái này quý vị biết rồi. Nhưng mà lý do nào Đức Thầy dạy ta niệm Phật phải có bốn đức từ bi hỷ xả? À, là bởi vì chư Phật thì có bốn đại đức đó, mà cái người niệm Phật muốn thành Phật, muốn giảng sanh cực lạc thì phải làm theo cái hạnh của Phật. Bởi vì Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách đấy, Phật tu cách nào đắc đạo và giải ta phải làm theo cách đấy. Đó là lý do mà chúng ta cần phải niệm Phật, phải có lòng thiện của mình, phải chánh ác, phải làm lành. Hoặc giả là có bốn đức từ bi hỷ xả, là học câu hỷ xả đại từ, nêu gương nghĩa sĩ giả tư cho gần. Cho nên thưa quý vị, đây là bốn yếu tố cơ bản mà cần có khi chúng ta phải niệm Phật. Đó. Vậy thì giờ cái niệm Phật này đó là niệm như thế nào thưa quý vị? Cái cách mà ngồi và cái cách đi đứng nằm ngồi, quý vị nghe giáo liên nói rất là nhiều, tôi không bàn tới nữa. Tức là hai cách, thấy không? Đi đứng nằm ngồi và cách ngồi. Mà ở đây đó, để cho chúng ta có một cái tâm trạng tốt mà chúng ta niệm Phật. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta niệm Phật đó, lúc bây giờ cái tư tưởng chúng ta buông xả tất cả. Ta thường nói câu là giờ nào việc nấy. Ví dụ cái giờ mà quý vị đang làm ruộng, làm đồng, làm vườn, làm buôn bán gì đó, thì cái giờ đó, việc đó thì quý vị đang tính toán cái đó. Ví dụ tính toán tiền bạc hay là tính toán gì, làm cách nào để cho qua màu mình nó tốt. Còn cái giờ mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta phải gắng cố gắng ta tập trung. Ta nhớ câu niệm Phật, có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mỗi câu niệm Phật chúng ta là ta phải nhớ rõ từng câu từ chữ, mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này trải nghiệm từ bản thân chúng tôi tu tập phải. Mà muốn được như vậy đó thì hầu như là cái tướng ngồi á, ta dễ nghe, ta dễ thành tâm hơn. Lúc mà ngồi đó là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô cho ta nhớ rõ chữ Nam Mô, ta nghe rõ ràng bên lỗ tai mình, nó không bị lờ mờ, nó không bị cái là gián đoạn, mà ta nghe rõ ràng là Nam Mô rồi A rồi Di rồi Đà Phật. Ta nghe rõ từ câu từ chữ vậy. Mà nhờ cái nghe rõ như vậy đó, cho nên quý vị đánh tan được cái vọng niệm bên ngoài. Còn nếu ta niệm mà ta không nghe rõ từ câu chữ, không tập trung, không nghe rõ đó, là ta dễ bị vọng niệm nó chen vào. À, cái lục căn nó nhiễm với lục trần. Mặc dù lúc đó ta ngồi đó, mình ngồi đó là cái tâm mình thanh tịnh nè. Bây giờ thứ nhất là ta đang ngồi đây là ta tập trung tư tưởng, ta nhớ câu là Phật hiệu là ta được cái ý. À, ta đạt được cái ý tịnh này, ý tịnh này, nó diệt được cái ý căn rồi. Cái thứ hai nữa là lỗ tai mình lắng nghe đó là mình đạt được cái nhĩ căn. À, mình tịnh được cái nhĩ căn rồi. Rồi con mắt mình đó, nó đang nhìn xuống chống mũi đây nè, là con mắt mình tịnh được là gì? À, tịnh được là gì? Đó là cái nhãn căn và cái tỷ căn của mình. Rồi cái miệng của mình nó đang nhét mâu thôi, giống niệm lớn, đang nhét mâu làm tịnh được là cái thiệt căn, phải không? Rồi cái thân chúng ta đang ngồi trang nghiêm đó là ta tịnh được thân căn. Vậy thì lục căn mà thanh tịnh đó rồi thì coi như là chúng ta đắc đạo vậy thôi, phải không? Đó thì thưa quý vị, còn ngược lại, có khi ta ngồi đó mà chúng ta không tập trung tâm ý để ta niệm Phật. Ví dụ cũng niệm để cái miệng thì nhét nhét vậy mà tư tưởng nó nhớ chuyện dẫn dơ,
rồi lỗ tai nó nghe cái chuyện gì bên ngoài, ai nói gì cũng nghe hết. Cho nên có cái anh này đó vậy, trong câu chuyện cũng ngắn ngắn mà nó vui thế này. Ngày xưa sau năm 75 đó, nó có những cái bài ca mà ta hát hát trên loa mà đó đâu có mạng, đâu có ít có thông băng, đâu có ít nhà nghèo cũng có đâu, mà từ từ ta mở loa nhiều. Mà mấy cái bài mà ca giọng cổ ngày xưa mà Lệ Thủy Thanh Tấn mà ca mấy bản mà Dàm Cổ Đông rồi cái Ới Tận Sông Hồng, em có biết, anh có biết quê hương, em có biết quê hương anh cũng có dòng sông nè, mấy cái bản đó nó rất là hay, rất là hay. Cho nên lúc bây giờ có thằng bé này đó, nó tên bé, kêu thằng bé chứ cũng lớn rồi, thì nghĩa là nó vô nó ngồi niệm Phật, cúng xong ngồi niệm Phật, thì nó vừa ngồi niệm Phật mới đầu nó niệm cũng thanh tịnh, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Cái bên kia ông bác hai ở cái nhà kế bên, ông mở là vô lên mà nhẹ cái bản là Dàm Cỏ Đông, mà cái bản đó bản ruột của nó nữa, cái bản ruột của nó nữa. Bắt đầu nghĩa là nó nghe cái bản đó rồi, thế là bắt đầu nó niệm, nghe nó niệm thiết, bắt đầu nó niệm, nó tập trung, nó niệm Nam Mô Phật, niệm trong tâm, cái niệm trong tâm viết, bắt đầu nó niệm lớn lên, niệm lớn lên Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Cái đầu ta ca dài 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 tới mà nó niệm Nam Mô Phật niệm lớn mà lỗ tai nghe nó vô không ạ. À? Ra Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, cái bao hết, nó hết niệm Nam Mô Phật đó, nó giết tan tàu giặc giữ gìn quê hương. nó thấy nghĩa là niệm hết vô rồi, niệm Phật còn có vụ giết tan tàu giặc giữ gìn quê hương trong đó nữa, bị bên kia ca rồi đây ca theo, nó nhét theo đó, đâu còn thành tâm đó đâu. Cho nên lúc đó nó xả ra cái ba, nó hỏi bé, hồi nãy tao thấy mới đầu mình niệm Phật làm tin rồi sao, hơn mày niệm lớn mạnh hơn, mình niệm có vụ mà giết tan tàu giặc giữ gìn quê hương chổng nữa là sao vậy bé? Nó tờ ba câu đó, cái bản Dàm Cỏ Đông bản đó là bản ruột của con, mà cái ông bác hai ông mở ra rồi cái bắt đầu mà khi mà Ới Tận Sông Hồng rồi bắt đầu là con theo dõi cái bài ca đó không, cho nên cái miệng thì niệm mà lỗ tai nghe bài ca đó không, rồi tâm ý nướng gì đó không. Cho nên bây giờ cái là con cố gắng niệm lớn lên đuổi cho nó ra, đuổi cho nó ra mà đuổi ra không được cái cho nó vô luôn. Cho vô luôn mới giết tan tàu giặc giữ gìn quê hương, thầy thưa gì đâu phải dễ đâu. Cho nên vì vậy đó mà nếu mình mượn được cái cảnh tịnh để lòng mình thanh tịnh thì nó hay lắm. Còn lỡ mà chúng ta tu với cảnh động thì chúng ta gắng cố gắng khắc phục, giết được cái tâm của mình, giết được tâm mình. Thì bây giờ cái là gắng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi gắn chắc, phải không? Hay là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nặng tay cũng khó không. Hay là hoặc giả là Nam Mô sáu chữ Di Đà từ bi tế độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ danh thanh chẳng ai chịu khó niệm dành, để câu trì tâm thì quá đâu, bây giờ dùng thử mà câu lẽ nào mới tới gạch tim đem để nó vào thì làm mới khởi mới đầu một tuôn rơi. Như vậy thì lúc bây giờ chúng ta niệm Phật là gạch tim, là chúng là từ câu Nam Mô Phật mà chúng ta đem vào trong tâm của mình, mà nhớ rõ từ câu từ chữ, nhớ rõ từ câu từ chữ đó. Thì lúc đó mà nếu cái tâm mình nó bị động đó thì ta vừa niệm Phật mà ta vừa kết hợp với thiền là ta quay là ta quán cái thiền liền. Ha, thí dụ như cái đó lên lục căn thì ta quán lục căn thanh tịnh, ha, mà nó nhiễm về sắc dục thì lúc đó ta quán nghĩa là thân bất tịnh. Nói chung là lúc đó vừa thiền vừa tịnh, vừa thiền tịnh xong tu thì có thể là tâm chúng ta an tịnh được. Còn giờ là bởi vậy nó theo tôi niệm hoài mà vẫn bị động hoài, niệm hoài động hoài, tại vì mình chưa tập trung tư tưởng, chưa tập trung hết tâm ý của mình, cho nên vì vậy chúng ta vẫn bị động tâm. Thành ra thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì chỗ này thầy dạy chúng ta là gắng cố gắng, nếu mà chúng ta tu pháp môn tịnh độ mà diệt được cái vọng tâm mình mới gọi là tâm viên mãn được. Thấy không? Bởi vì cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Thì giờ nãy giờ cũng lâu bàn với vị đó xuyên xương vậy đó, thì chúng ta thấy khi mà chúng ta niệm Phật mà đến chỗ mà chúng ta diệt được vọng niệm, và đến chỗ mà nhất tâm bất loạn, ha, giờ đến cái chỗ mà niệm Phật là cái niệm bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt nhiễm trần ngay. Như vậy thì niệm đạt đến đó thì cái tâm mình viên mãn. Thấy không? Tâm là gì? Tâm là cái chân tâm. Thấy không? Tâm mà mình bàn nó có ba thứ tâm đó, nhưng mà tâm chỗ này là gọi là chân tâm. Cho nên nhờ chúng ta niệm Phật mà ta diệt được cái vọng tâm của mình rồi, gọi là duyên lữ tâm, ta diệt được cái duyên lữ tâm rồi, cái tâm nó thích tình lục dục ta diệt được nó rồi, thì lúc bây giờ cái tâm mình nó trở lại chân tâm là viên mãn. Chữ viên là tròn đầy, mà chữ viên mãn là tròn đầy, chữ viên là tròn mà chữ mãn là đầy đủ. Mà nói là viên mãn là tròn đầy là ở đây cũng nói là cái hạnh của Phật rồi đó. Bởi vì Phật coi như là có ba tam giác viên minh cố xưng di Phật đó. Cho nên một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Mà ta niệm Phật mà tới chỗ mà viên mãn được như vậy rồi là cái tâm mình ngang bằng với tâm Phật, bình đẳng nhất như không khác. À, vậy thì cư gia tịnh độ tâm viên mãn có nghĩa là ở tại nhà, tại gia cư sĩ mà tôi tôn tập pháp môn tịnh độ của Đức Thầy đã dạy chúng ta, thì lúc bây giờ nghĩa là chúng ta vẫn thực chứng tịnh độ và niệm Phật tới chỗ mà bên đạo Phật gọi là thật tướng niệm Phật, mà bên Phật giáo hảo chúng ta đó là chỗ này thầy dạy đó là niệm bản lai thanh tịnh, thì lúc đó tâm mình với tâm Phật hòa với nhau, bằng với nhau, bình đẳng nhất như không khác. À, đó gọi là tâm viên mãn. Rồi bây giờ cái câu cuối cùng, sĩ xuất dân từ giúp giải phiền. Thưa quý vị, thì cái chữ sĩ này đó, nếu mà từ điển ta giải theo cái chữ mà Hán Việt từ điển ta giải, chữ sĩ là người có học thức, sĩ là người có học thức. À, mà chữ sĩ ở đây cũng là cái chữ ẩn danh của Đức Thầy,
Mà trong sấm giảng thi văn giáo lý đó là Đức Thầy cũng có là nhiều đoạn để nói về cái chữ sĩ, thấy không? À, sĩ xuất danh từ dốc dở phiêu, hiệu lão sĩ ra đời thật tế. À, hiệu lão sĩ ra đời tế, hay là lánh thế chẳng bài danh lão sĩ. Cái chỗ này đó là nơi trùng hợp với câu là sĩ xuất, là tức là đây là cái ẩn danh của Đức Thầy. Cái chữ sĩ này là ẩn danh của Thầy, vô danh trương sĩ. À, rồi bây giờ xuất, chữ xuất là làm ra. À, làm ra, đề ra, viết ra. Văn từ, thưa quý vị, chữ văn là câu văn, mà chữ từ á là do cái từ ngữ, tức là có nghĩa là nhiều cái con chữ, nhiều cái con chữ mà người ta kết hợp lại để thành một cái bài văn, đó là văn ngắn hay văn dài, hay là văn dành hay là văn tản. À, cho nên văn từ là nhiều chữ, nhiều câu để kết hợp lại thành một cái bài văn. À, đây là muốn nói ra tam độ nhất như của Đức Thầy chúng ta. Tam độ nhất như, bởi vì khi Đức Thầy chúng ta ra đời đó, Ngài áp dụng 3 phương pháp độ đời: một là trị bệnh, hai là thuyết pháp, ba là sáng tác. Phải không? Cho nên đó là cái trị bệnh là để gieo duyên, để cho quần chúng có thiện cảm với Thầy thôi, chứ không phải là mục đích chính mà Đức Thầy chúng ta ra đời để trị bệnh là thôi. Bởi vì cái lúc mà Đức Thầy ở tại nhà của Ngưu Bộ Thạnh ở Nhân Nghĩa, có nhiều người ta đến ta nhờ Thầy trị bệnh cũng không thua kém gì ở trên tổ đình bao nhiêu. Cho nên Đức Thầy mới than với đồng đạo, mới than với các vị cao độ, Thầy nói đó là người ta tưởng đâu tôi ra đời là chỉ trị bệnh độ đời, mà mục đích chính của tôi đó ra đời là để đem giáo pháp chỉ dạy cho mọi người tu hành để được giải thoát. Bởi vì cái nguyện vọng của Thầy, cái mơ của Thầy là ước mơ, ước cái tâm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về Cực Lạc một đàng, hay là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về Cực Lạc mới là hết khổ. Hoặc giả Ngài phát nguyện đánh đổi đó là bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Rõ ràng cái tâm nguyện, cái mơ ước của Thầy tới cỡ đó, cái tâm đại hùng đại lực đó, chứ đâu phải là ra đời chỉ bệnh đâu. Nhưng mà chỉ bệnh là để gieo cái thiện cảm thôi. Cho nên vì vậy trong bài Sứ Mạng đó, Thầy cho biết là dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh cho cả căn lành, nhờ được mạnh và cảm lòng từ bi của chư vị với tâm quan. Thấy không? Rồi nghĩa là như vậy thì đây cái chỗ mà sĩ xuất nhân từ nè, là nó hai cái sao đó. Ý thứ nhất đó là gì? Là thuyết pháp, thuyết pháp để độ đời, phải không? Cho nên nghĩa là bởi vì sĩ xuất văn từ đem cái lời vàng lời lành đó, đem về làng, về làm lời lành để nghĩa là truyền dạy cho nhân loại chúng sanh, tác động vào tư tưởng của họ để cho nghe họ có cái sự cảm xúc, từ đó mà họ giác ngộ, hoài đầu hướng thiện, quy y tu hành, đờn những câu tỉ mỉ luân hồn cho người lành giả ái bắt nôn, cúi đầu trước quy Phật pháp, hay là cảnh tỉnh người mê về cổ ngộ, dạy răng kẻ tục vượt lấy hạ. À, cho nên vì vậy cũng trong bài Sứ Mạng Đức Thầy cho biết là mà lời lành với tiếng, lời lành với gì, như tự hồn như nhớ như quên, lời lành tự hồn như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhầm tai. Cho nên bây giờ đem cái giáo pháp mà để thuyết á thì nghĩa là có người nhớ người quên mà thiệt. Bây giờ ai mà trực tiếp nghe Đức Thầy mà thuyết giả, thuyết chơi, thuyết pháp rồi đó, thì có khi nghĩa là mình cũng nghe, mình hiểu được chút nào đó, rồi có khi cũng nhớ nhớ, cũng khi cũng quên quên, theo lời Thầy diễn tả là rõ ràng vậy. Nhưng mà cái pháp này đó, cái thuyết pháp này là chỉ cho những người trực tiếp với Thầy, đang diễn với Thầy mới nghe được cái tiếng pháp của Ngài, mà nghe còn có khi nhớ khi quên, thấy không? Hay là có những người xem đó là tiếng kệ nhàm tán đó. Cho nên bây giờ Đức Thầy mới chuyển sang qua ý thứ ba nữa là gì. Cái thứ ba nữa là gì, cũng là tam độ nhất như, cũng cùng một lúc đó là đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu cùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều gõ biết, hầu ăn năng cải quá làm lành, thấy không? Đó, cho nên cái chỗ này đó là rõ ràng là cái phương pháp thứ ba của Thầy là sáng tác, sám giảng, thi văn, giáo lý để độ đời. Đó, ở đây chúng ta tìm hiểu chút xíu nữa này, thưa quý vị đồng đạo kính mến, ta đọc lại đó là tổng cộng là trước đây đó là do Trung ương Giáo hội trước năm 75 ta kết tập lại, thì tổng cộng là có 228 bài sám giảng, thi văn ngắn và dài. À, nhưng mà sau này do nghiên cứu lại đó thì là rút lại là còn 222 bài. Tại sao vậy? Bây giờ những cái bài chẳng hạn như bóng hồng 1, bóng hồng 2 là gom lên 1, thanh tân nụ tác, thanh tân vấn gia đình, cái này nó 1 thôi, thanh tân sướng rồi chưa nọ có 1 thôi, mà chia ra là thanh tân sướng rồi thanh tân vấn gia đình, thanh tân nụ tác, nó cũng có 1 thôi. Rồi hoặc giả là bài tam cờ tam sắc, sau này cũng đổi, nghĩa là trước đó Thầy viết bài cờ tam sắc mà nó không phù hợp với cái chế độ lúc đó, cho nên Thầy sửa là có mấy chữ mà người ta cũng đưa ra 2 bài. À,
rồi cái môn hoàng diệt với cái bài thập nhị nhân duyên nó cũng giống nhau, cái đó là một thôi. Cho nên sau này do nghiên cứu kỹ lại đó thì tổng cộng là khoảng 222 bài. Trong 222 bài này đó thì trong đó là có 195 bài thi văn theo cái lối văn dần, thi văn theo lối văn dần, và cộng thêm nghĩa là năm cái quyển sấm giảng dứt nhì ba tư năm thì đó là tổng cộng là 200 bài. Vậy thì 200 bài này đó là nếu chúng ta cộng ra thành một cái câu văn đó, thành cái câu văn đó là bao gồm cả là 9.401 câu, và tính ra số chữ đó là nó 65.916 chữ đó. Rồi còn lại đó là 22 bài, còn lại 22 bài là theo cái lối văn tản. Về phần thi văn là có 21 bài văn tản, rồi cộng thêm cái là cái quyển sấm quyển sáu đó là văn tản nữa, cho nên là nó có 22 bài. Mà 22 bài quyển xa 22 bài theo cái lối văn tản này đó thì mà không tính số câu được, mà tính ra số chữ thì nó gồm có nhiều, nó gồm có là 23.272 chữ. Vậy thì tổng cộng vừa văn dần và văn tản là gồm có là gọi là 89.188 chữ. Thì thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, cho nên rõ ràng ở đây chúng ta mới thấy là sĩ xuất nhân từ, có nghĩa là đức thầy viết ra sấm giảng thi văn giáo lý để truyền bá, để chỉ dạy cho nhân sanh nói chung và người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, để chúng ta hiểu được áp dụng cho ta tu tập. Cho nên vì vậy cái thành công rực rỡ lớn nhất của đức thầy trong quá trình ra đời mở đạo để độ đời đó là sáng tác sấm giảng thi văn. Tại sao mình sấm định vậy? Ví dụ như nãy giờ đã nói, nếu trị bệnh thì nghĩa là người ta uống thuốc hết bệnh rồi có khi về ta quên, thấy không? Người ta cũng không hiểu đạo gì. Rồi thuyết pháp thì những người trực tiếp đó nghe được cái thầy thuyết thì có người thì lưu lại cũng nhiều, có người thì cũng không nhớ được bao nhiêu. Còn sấm giảng thi văn giáo lý mà đức thầy viết là lưu truyền mãi cho tới ngày hôm nay. Tôi rồi với cùng với quý vị và tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, mà sở dĩ hôm nay chúng ta giác ngộ ta tu là đa số là ta nhờ xem sấm giảng thi văn giáo lý của thầy. Chứ không biết ở đây trong hội trường đã biết mình có người nào gặp được thầy không? Còn cái tuổi mà nhỏ nhỏ sau này, ví dụ 70 tuổi trở về sau này đâu gặp được thầy. Mà không gặp được thầy mà nếu mà lúc đó mình không có nghe được pháp, không diễn kiến thầy, không nghe lời dạy, của thầy gì, thì ta lấy gì để ta tu? Ta nương tựa vào cái lời dạy nào để ta giác ngộ? Cho nên chính vì vậy mới nói là trong cái cuốn mà Nhận thức Phật giáo Hòa Hảo mà giáo sư Nguyễn Nhào ông có nhận xét gì ở chỗ mà cái công đức truyền giáo của thầy qua cái phần mà sáng tác sấm giảng thi văn là công đức rất là lớn. Cái công đức của thầy rất là lớn. Bởi vì nhờ có sấm giảng thi văn giáo lý mới hình thành được cái đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nhờ có sấm giảng thi văn giáo lý mới có chương trình thuyết giảng như ngày hôm nay. Nhờ có sấm giảng thi văn giáo lý mới mở lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo. Và nhờ có sấm giảng thi văn giáo lý cho nên chúng ta mới giác ngộ ta tu hành. Và nhờ đây nghĩa là chúng ta mới đem cái giáo lý thầy mới phổ biến được cả nhân loại chúng sanh để họ giác ngộ tu hành. Cho nên gọi cái công đức truyền giáo của thầy trong cái phần sáng tác rất là lớn, rất là lớn. Thì thưa quý vị, cho nên khi đức thầy viết văn đó là ngài cũng một là mượn vào cái kinh luật của nhà Phật, như đã nói rút trong các luật các kinh, tùy lòng không ép là minh nhẫn đầy, và đồng thời nghĩa là cũng cho nó tùy hợp với cái phong hóa, cái phong tục, cái tập quán, cái dân hóa của người Việt Nam chúng ta. Cho nên ngài mới nói là tùy phong hóa dân sanh phù hợp, chấp bút thần tở bốn kinh. Rồi ngoài ra kết hợp với tư tưởng nghiêng ngài cho nên mới hình thành được cái giáo lý học Phật tu nhân. Và thưa quý vị, và tại sao đức thầy chúng ta lại viết văn dần rất là nhiều? Bởi vì văn dần đây là cái lối văn này nó phù hợp với cái lối văn truyền thống của Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy từ xưa đó các vị và thi sĩ, các nhà thơ, các người nổi tiếng là kia đó đó là đa số người ta viết theo cái lối văn dần. Chẳng hạn như đó là chuyện Kiều của Nguyễn Du là cũng lối văn dần, phải không? Rồi đó là Gia Quấn Ca của Nguyễn Trãi nào cũng lối văn dần. Rồi đó là chuyện thơ Lục Văn Tiên của cụ độ Nguyễn Đình Chiểu cũng lối văn dần. Và nhiều nhiều nhà thơ Nguyễn Công Trứ rồi Ôn Như Hầu văn dần là đa số là văn dần hết. Bởi vì văn dần đọc vô nó dễ nghe, dễ hiểu. Cho nên ông một vị tiến sĩ này, giáo sư tiến sĩ, ông mới nhận xét là cái lối văn dần của Đức Quỳnh Giáo Chủ mà dạy đó, đây là cái lối gu hời, nó dễ thâm nhập lòng người, thấy không? Hồi đó ông bà mình mà đưa con đưa cháu mà dỗ ngủ nó cũng đọc lên mấy câu ca dao tục ngữ theo lối văn dần. Thì hôm nay cái lối gu hời này ý nó gần cái là
cái dân dần là nó phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta, nó dễ thâm nhập lòng người, cho nên chính vì vậy đó mà ta dễ giác ngộ tu hành. Thì thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì trở lại cái câu thứ tư này, sĩ xuất văn từ giúp giải phiền, có nghĩa là hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời áp dụng với ba phương pháp độ đời: trị bệnh, thuyết pháp và sáng tác, mà đặc biệt trong đó là thuyết pháp và sáng tác, mà sáng tác lại là coi như công đức truyền giáo rất là lớn, cho nên giúp giải phiên là hết lòng, Đức Thầy hết lòng hết trí, cho nên gọi là giúp, mà giải phiên là đem cái giáo lý để truyền dạy cho tất cả mọi người giác ngộ tu hành, đó là cái ý của cái câu thứ tư. Thưa quý vị đồng đạo kính mến, giờ đây chúng ta trở lại cái phần tổng luận, có nghĩa là chúng ta tóm lại cái dàn ý mà nãy giờ mà mình đang tìm hiểu. Vậy thì giờ cái câu đầu tiên đó, vô thượng thậm thâm dĩ ý kiền, có nghĩa là cái pháp của Phật tột cao, tột sâu, quyền diệu, sâu kín, không thể đem cái gì so sánh bằng hết. Mà cái giáo pháp đó mà truyền dạy đến cho người tu mà giác ngộ, họ nhận thức mà họ tu hành được rồi đó, thì nó sẽ thay đổi được cái tư tưởng, lời nói, hành động, và nó chuyển hóa được con người từ chúng sanh chuyển thành Phật Thánh, chuyển thành Phật, từ phiền não chuyển thành Bồ Đề, và từ tục chuyển thành tiên. Cho nên đây bởi vì giáo pháp quá siêu thượng, thành ra Đức Thầy mới cho biết là diệu pháp chuyển thân vô sự thế, quyền toan quá kiếp, cái gì quyền thông quá kiếp, hết lo toan. Cho nên rõ ràng là nhờ cái giáo pháp mà chuyển hóa chúng ta, nhờ giáo pháp mà ta tu tập chuyển hóa ta được. Đây là cái pháp Phật quá cao sâu. Rồi danh ngôn chép để gặp bàn tiên, đó là lời của Đức Phật thuyết pháp ngày xưa, mà hôm nay các vị đệ tử của Ngài đã kết tập lại, chép lại, ghi chép lại từ câu từ chữ, không thiếu không sót chữ nào hết. Rồi nghĩa là để chi? Để dạy cho chúng sanh đời sau này trôi theo đó mà tu tập, để được giải thoát. Nó đàn tiên, gặp đàn tiên, đó đàn tiên, đó là tiên, đó là giải thoát, thấy không? Và câu thứ ba nữa đó, tới Đức Thầy chúng ta dạy cho mình, đó là pháp môn tu tập về pháp môn tịnh độ. Mà pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng, nó phù hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh đó. Cho nên vì vậy hãy ai tu theo pháp môn tịnh độ này, quyết tâm mà tu theo đúng theo lời dạy của Thầy, thì chỉ một kiếp một là chúng ta sẽ được giảng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Như Đức Thầy đã khẳng định là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dưới cực luân hồi, hoặc giả là chúng ta sẽ chứng đạo tại thế gian này. Bởi vì nhờ chúng ta có kết hợp tu thiền và tịnh, mà thiền tịnh song tu, thì nói chung là kết quả đắc đạo chúng ta rất là cao. Giống như Vĩnh Minh Thiền Sư Ngài có câu: có thiền tâm có tịnh độ, như thêm sừng cho mảnh khổ, tại thế làm thầy người, vị lai làm Phật tổ đó. Và cuối cùng là Đức Thầy giúp thúc chúng ta bằng cách là sáng tác sám giảng thi văn giáo lý, để lưu mãi mãi từ thế hệ này qua thế hệ kia, từ đời này sang qua đời khác. Và tôi nghĩ rằng sám giảng thi văn giáo lý của Thầy chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi mãi, và đạo Phật giáo hảo chúng ta cũng sẽ tồn mãi 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 là nhờ có sám giảng thi văn giáo lý. Cho nên vì vậy đó là cái lời văn dạy của Thầy của chúng ta, đó là giúp mục đích của Thầy, và dốc hết lòng hết trí để đem giáo pháp truyền dạy cho tất cả chúng sanh, bằng cách là đem cái lời Phật để chỉ dạy cho tín đồ và chúng sanh nói chung. Thì thưa với tất cả quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì tóm lại trong bốn câu giảng này, hay còn gọi là bốn câu ở trong đó là Thất Ngôn Tứ Cứu, đoạn cuối của cái quyển năm, rõ ràng là Đức Thầy hai câu trên là để miêu tả về cái giáo pháp siêu thượng của Đức Phật, thấy không? Mà các vị đệ tử Đức Phật đã sao chép lại. Và hai câu dưới rõ ràng là Đức Thầy đang dạy chúng ta tu tập về pháp môn tịnh độ. Mà tu tập pháp môn tịnh độ là chúng ta sẽ được thực chứng tịnh độ, là chứng đạo ở thế gian. Thứ hai nữa là khi nhắm mắt chúng ta sẽ được giảng sanh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải cố gắng nghe qua lời truyền dạy của Thầy. Nghe qua lời truyền dạy của Thầy. Thì tôi nghĩ rằng nếu tôi cùng tất cả quý vị gắng cố gắng thực hành theo bốn câu giảng này, tu với pháp môn tịnh độ, thì chúng ta sẽ có một kết quả tốt. Hiện tại tâm chúng ta được an lạc, được thanh tịnh, được an định, và phát khai trí huệ đắc đạo thế gian. Và khi nhắm mắt là chúng ta sẽ được giảng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì thưa với tất cả quý vị, phần trình bày của chúng tôi đến đây là hiện giờ đồng hồ là 10:59 mà ban tổ chức cho phép chúng tôi là gặp gỡ gì tới 11:00, còn phút nữa là để nói là nơi cuối, phải không? Dạ. Kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, thật là một cái niềm hạnh lạc hết sức quan hệ chúng tôi, là như đã nói là lúc ban đầu là lần đầu tiên chúng tôi được trở về đây,
để gặp gỡ, chia sẻ, giao duyên cùng với tất cả vị đồng đạo chúng ta. Vậy thì chúng tôi cũng trước hết là cũng xin chân thành cảm ơn, bởi vì nhờ chính quyền là đã ký vào đó, là chấp thuận vào đó cho chúng tôi cùng giáo viên đoàn thứ 7 được trở về đây để làm nhiệm vụ của mình. Và xin chân thành cảm ơn ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Châu Phong cũng như ban tổ chức chương trình thuyết giảng đã long trọng tổ chức ra một cái diễn đàn như thế này để chúng tôi đến đây để làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đại diện cho các ban trị sự xã, phường, thị trấn lân cận đến đây tham dự rất là đông đủ. Và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đồng đạo chúng ta cũng tạm gác mọi công việc sinh hoạt đời sống gia đình cũng trở về đây tham dự, trước là để chúng tôi cùng quý vị có một cái duyên lành để chúng ta gặp gỡ nhau, và sau đó để chúng ta chia sẻ sự hiểu biết của mình trên bước đường tu tập. Và bên cạnh đó, chúng tôi không quên các vị mà có cái máy quay phim ghi hình để nhằm mà đưa lên trên không gian mạng, để nhờ đó mà cộng đồng mạng người ta vào đó ta coi để ta hiểu thêm được cái giáo lý của Đức Thầy được phát triển và phát huy rực sáng. Xin cảm ơn tất cả chú vị. Và một lần nữa cuối lời xin cầu chúc cho tất cả chú vị đồng đạo chúng ta, gia đình của mình luôn được dồi dào, hạnh phúc, thành đạt trên nhiều lĩnh vực. Và chúc quý vị tinh tấn tu hành để đến ngày nhắm mắt tôi chúc quý vị bằng hai câu giảng thầy là: mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thay mặt quý văn khách và đồng đạo rất chân thành cảm ơn giáo lý viên Nguyễn Thế Cường đã chia sẻ qua đề tài như trên hết sức là ý nghĩa mạch lạc và có những lời chúc phúc hết sức là tốt lành. Và cũng không biết nói gì hơn, thay mặt cho tất cả đồng đạo chúc ông nhiều sức khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực. Nam mô A Di Đà Phật.